đi nhá. Tự nhiên hôm nay muốn làm bad boy để cho gái cua mọi người. Có yêu thương như mày đâu mà. Chán mày rồi. Thôi người ta chán mày rồi. Thế thì anh làm bad boy đi, em làm bad girl. Thôi mà leo leo lôi tính. Lâu lâu lôi tính mạng ra đùa tí xem nó như thế nào thôi. Vui quá à, vui ghê ha ha. Vui ha ha. Bạn nào có nhu cầu quay kim cương để xài Tết thì hãy đến với shop thỏtv.com nhé. Hiện tại shop hợp tác chính thức với thỏ và tỷ lệ nổ hũ vô cùng cao, đặc biệt hơn đó là được giảm giá 70% lần đó nha. Cơ hội đã đến tận tay, ngại gì mà không quay chứ. Link shop thỏ để dưới phần mô tả nghe. Chào mọi người, thì mình là Thỏ TV. Alo. Alo. Hello mọi người, mình là Thỏ TV và mình chưa có người yêu. Ai muốn yêu mình thì cái gì? Hiện tại mình đang ế và độc thân duy tính. Ngon nói lại lần nữa thì xem. Thì ra mày chọn cái chết. Thì mình tuy là mình độc thân duy tính nhưng mà rất tiếc mình đã có bồ rồi. Yeah, oh yeah. Ok. Đùa tí gì căng. Rồi làm sao? Sao với chả tăng. Sao với chả trăng tắm cho. Anh ơi, có ba lô bao không? Có ba lô 2 chua, có ba lô 1 chua cho em coi, em chưa có ba lô. Anh chưa có... À đây, trên đây có ba lô 1 này, nhóc luôn. Đưa đây cho bố. Gì? Đưa cho em. Qua lấy này, trên đây này, trên nhà này. Không, xếp qua cho em đi. Nhanh lên. Đây. Để lên. Nhanh lên. Để lên. Ok. Anh ơi, có người. Người đâu? Nè. Thấy đâu? Phép. Rồi. Dưới rồi. Ok. Phép. Quay gì vậy? Vợ ơi. Dạ. Cái gì? Tự nhiên còn làm bad boy quá. À đù. Sao tự nhiên hôm nay nổi hứng luôn làm bad boy vậy? Thì làm bad boy để cô gái ở trong game. À đù. Được không? Anh nghe ai nói là vậy hả? Nghĩ sao vậy? Anh nghe ai nói là bad boy cua được trong game, cua được gái trong game, nghĩ sao vậy? Thì làm bad boy chứ. Thấy một con gái thích bad boy mà. Đâu ra người ta thích good boy đâu ra bad boy ơ. Thôi, thấy mấy thằng good boy ý lòi mùm ra. Đâu ra vậy? Good boy người ta kiếm còn không có, anh muốn là bad boy hay quá ha. Ủa khoan. Bad boy gì? Khoan. Anh là gì của em? Hả? Anh là người yêu. Ừ, tại sao muốn là bad boy làm gì? Anh cũng muốn cô gái đúng không? Không có, nãy giờ chả nói gì mà. Vậy hồi nãy vừa mới giải thích là làm bad boy có thể cua gái được trong game. Rồi nhiều gái thích bad boy lại muốn là bad boy hả? Thử cảm giác xem sao. Thử cảm giác nữa chứ trời. Ủa thế anh là người yêu em mà anh muốn là bad boy. Anh nghe là ai vậy hả? Sao tự nhiên hôm nay nổi hứng vậy vậy? Có nghĩa anh làm bad boy nhưng anh đâu có cua gái. Tính làm bad boy cho gái nó thèm thôi. Gái thèm rồi gái cua anh một đống rồi anh bỏ em đúng không? Ok. Hiểu rồi. Thôi hiểu rồi. Bây giờ anh muốn làm bad boy đúng không? Anh muốn làm thì anh làm đi. Thì em có cho anh làm không? Anh đoán xem. Nghĩ sao anh mà... anh nói là bad boy gái cua nhiều, nghĩ coi em có cho không? Nhưng mà anh còn biết làm bad boy đâu. Ủa sao tự nhiên muốn làm bad boy bây giờ không biết làm bây giờ làm cho biết. Thì muốn là một chuyện nhưng mà không biết làm thì làm sao mà làm được. Thì tập làm. Kêu bạn anh chỉ đó rồi đừng kêu em.
Tập nhưng mà không biết tập như thế nào. Lên Google, lên cái gì đó bạn bè anh biết mà. Thôi mà. Thôi mà cái gì đã. Wow. Bộ tôi đâu rồi? Đây à. Thôi bớt bóc phét đi nha. Tự nhiên hôm nay muốn làm bếp bò để cho gái cua mọi người. Có yêu thương gì mày đâu mà. Chán mày rồi. Thôi người ta chán mày rồi. Thế thì anh làm bếp boy đi, em làm mà baker. Thôi mà, leo lôi tính. Lâu lôi tính mạng ra đùa tí xem nó như thế nào thôi. Vui quá à, vui ghê ha ha. Vui ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ồ, có người sợ mất mình vậy. Đâu ra anh làm bếp boy đi cho gái cua thì em làm baker. Chai xếp hàng đầy. Thế anh làm bad boy xong rồi em cua đi rồi em làm bad girl anh lại xếp của em. Wow. Không. Hợp lý. Không, đúng. Không. No. Không gì mà không. No. Anh làm bad boy đi. Em sẽ là bad girl cho bộ váy ngắn. Ăn chơi đều chứ không thể cháy nắng. mà em cũng tính nói anh là em chắc em cũng sẽ là bad girl anh ạ. Đấm cho điên. Rồi. Anh chỉ kêu thôi. Thôi. Một không khi lời được. Lời đã nói ra thôi giờ trêu được. Em chỉ một mình em trêu được thôi, anh không được trêu. Thôi, không làm đâu. Ông làm gì? Ủa này nó hay lắm mà. Kỳ vậy? Thôi, trêu em xem thế nào thôi. Thôi. Bây giờ muốn làm không em chỉ cho nè, khỏi cần nhờ bạn bè của anh. Em chỉ cho. Không. Tại sao? Hồi nãy đâu làm mà. Không muốn làm. Tại sao? Anh làm đi, em cũng làm mà. Không, anh kêu em rồi. Ui, cái áo của vợ có cái kia nó ra đẹp thế nhỉ. Đi mẹ. Không có đánh trống lãng, bây giờ sao? Anh làm đi, em chỉ cho. Bờ free luôn. Không làm. Ủa nãy rồi làm hay lắm mà sao kỳ vậy? Nãy trêu thôi mà. Thôi, không có trêu dễ trơn á. Em lỡ suy nghĩ theo cách khác rồi. Cách khác là cách gì thôi trêu. Là anh nói nghiêm túc chứ không phải là trêu. Không có gì thì anh cứ làm đi, em có cấm cản anh đâu. Ý con người. Có người kệ nó, trả lời câu hỏi của em đi. Ơ, hay nhở. Ui. Bạn bắn hai viên ông chết cày. Em là baker cho bộ váy ngắn. Đủ anh. Em là baker cho bộ váy ngắn. Ăn chơi đủ điều không thể cháy nắng. Đủ anh đi. Này thì là bad boy, ngon lắm đúng không? Không. Có muốn làm nữa không? Hả? Không làm nữa. Không. Bây giờ sao? Làm good boy của em. Ờ. Hồi nãy sao đòi làm bad boy để cô gái đúng không? Hả? Nó bảo anh lâu buồn quá lôi tính bạn ra giỡn xíu xem sao. Ồ, hay quá ha, vui không? Học. Thấy cái tật chưa? Trời ơi, cứu chết. Nè, anh làm thì dễ lắm. Thôi, không làm đâu mà. Không làm đâu mà. Em chỉ cho free không chịu, anh làm thì em cũng làm. Vậy thôi. Ôi, không làm đâu, anh làm đâu. À, không làm thì em làm nhá. Ok. Không. Tại sao không? Thì em là vợ anh. Và anh thì làm sao? Thì không được làm. Tại sao không được làm? Em thích cơ. Sao chứ? Làm sao? Thích good girl. Thích good girl hả? À, good girl thì kiếm à. Không, anh thích em, anh không muốn em làm bad girl. Em làm bad girl có làm sao đâu, có ai mê đâu sợ. Không. Sao không? Đầy người mê. Sao đầy người mê được, em mập như heo ai mê? Không biết anh mê. Kỳ dở. Kỳ gì mà kỳ. Nãy đòi sung mà sao kỳ vậy? Đã bảo là treo thôi mà. Treo thôi mà. Treo thôi. Sao hôm nay nãy ra ý tưởng để treo em vậy? Sao thì ai bảo tôn. Ai bảo tôn anh nhiều chứ. Tay ba này. Chỉ có việc em cho anh thôi, anh không được trôn, ok? Không công bằng. Sao không công bằng, bây giờ sao, ai anh là nóc? Hiếp người ta hoài.
Ai là nóc? Nó màu. Thì em là nóc. Ờ. Rồi anh phải nghe lời em hay em nghe lời anh? Em nghe lời anh. Ồ vậy hả? À, thì anh nghe lời em. Ừ. Rồi mày mốt có dám đùa vậy nó không? Không, mày mốt không lấy tính mạng ra đùa nữa đâu. Ừ. Mày mốt lấy tính mạng thằng khác ra đùa thay. Ờ hay quá ha. Em là Baker cho một váy ngắn. Thôi mà. Thôi mà. Sao chị hôi? Không thích em làm Baker, đừng hát như thế. Trời ơi, không có em làm Baker được. Á, nó bắn gì? Đâu à? Nhà gà. Tên nhà gà có đâu? Có mà, em thấy nó bắn Adup mà. Đó. Rồi luôn. Rồi luôn. Kìa, nó ra kìa. Kiếm keo, không? Kiếm keo cứu anh có. Đạt keo. Không có keo. Bùm. Không, không, không. Từ anh ơi. Má. Đang chạy vào nó bắn ở trên xuống bay đồ. Em có hai quả lù đì nè. Đến chơi khô máu luôn. Ê từ từ có đứa chạy ngoài vào em ơi. Nữa. Ở đâu vậy? Cái nhà xe nữa này. Nó mạng lát lát thế nào á. Nó bắn đâu vậy? Trên nhà. Nó nhảy xuống kìa sau lưng em. Rồi. Kìa bên nhà xe nữa kìa. Sau lưng nữa kìa. A đù, a đù, a đù. Lên nhà, lên nhà, lên nhà. Nó nhảy xuống. Ái, kẹt. Người canh nó chuẩn bị lên này. Bắn. Ai đù.